xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Và trước khi chúng ta cùng làm quen với những nhân vật chính của tập phim hôm nay, cho phép Thảo được giới thiệu hai vị khách mời đang có mặt tại phim trường. Một gương mặt rất là thân quen với quý vị đến đây với góc độ là người mẹ trẻ, xin được giới thiệu người dẫn chương trình anh Thơ. Và nhân vật thứ hai cũng khá quen thuộc với quý vị khán giả, thạc sĩ Tonya, hiện đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị khán giả, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với những nhân vật chính của tập phim hôm nay. Ngày hôm nay, hành trình Con đã lớn khôn sẽ đến với một cô bé đang sống cùng gia đình tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình cô bé hiện đang sinh sống tại một khu chung cư mới. Cô bé đang say sưa với những phím đàn này là Hoàng Lê Khanh, năm nay 5 tuổi 5 tháng và thường được gọi với một cái tên dễ thương là Lina. Là chị cả của hai em, có lẽ vì vậy mà Lina đã trở thành một cô bé có tính cách ôn hòa nhẹ nhàng. Còn cậu bé đang mê mải chăm sóc em nhỏ này là người bạn thân của Lina, Lê Vũ Minh Quân, năm nay 5 tuổi 11 tháng. Tên ở nhà là Nemo. Nemo là một cậu bé hiền lành, có chút nhõng nhẽo. Thường xuyên đến nhà Lina chơi nên cậu bé đặc biệt thân thiết và yêu quý hai người em của cô bạn thân. Dạ soạn ra với ngoại. Hôm nay, bà ngoại của Lina vừa từ Quảng Ngãi vào chơi và như mọi lần, bà lại mang theo những món quà quê đặc sản. Nhưng ngoại mất em, ngoại không đi được. Tuy nhiên hôm nay nhà không có ai, bà ngoại phải ở nhà trông em nhỏ nên trách nhiệm mang đồ sang nhà các ông bà sẽ được giao cho cô bé Lina thôi. Dĩ nhiên là sẽ có sự giúp đỡ của cậu bạn thân Nemo rồi. Con dòng đây, nó bị rớt. Đường từ nhà sang nhà bà nội dài khoảng 400 m. Từ nhà bà nội đi thêm khoảng 400 m sẽ đến nhà ông Truyền. Với Lina, đây là chặng đường quen thuộc. Nhưng hôm nay vừa mang theo những giỏ đồ, cậu bạn Nemo thì lần đầu tiên sang nhà ông bà. Cô bé Lina sẽ gặp phải những thử thách gì trong chuyến hành trình này đây? Thảo thấy có một cái điều thú vị là anh chàng này 5 tuổi 11 tháng mà được giới thiệu là hiền lành và có một chút nhõng nhẽo. Nhưng mà chưa chắc đâu, tại vì thông thường á, những cái hành trình này nè, từ cái lời giới thiệu cho đến khi các bé đi và các bé thể hiện toàn bộ tính cách của mình, nó làng trờn giật đó. Có một cái chi tiết nữa em thấy đó là bé Lina nói là vì bé là chị của hai em nhỏ, thành ra cái tính cách cũng thể hiện là một người chị rất là trưởng thành. Thì cái điều này là cái điều mà anh Thơ cũng cảm thấy rất là thú vị. Chị hai Lina sẽ cùng với anh bạn Nemo của mình tham gia cuộc hành trình này như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu theo dõi nhé. Tạm biệt bà, đôi bạn hăng hái lên đường. Và dĩ nhiên việc sắp xếp kế hoạch thì phải giao cho người thông thuộc đường xá rồi. Con đường lạ lẫm nên với Nemo lúc này, chuyện bận tâm nhất chính là rẽ trái hay rẽ phải. Còn với cô nàng đã quen đường thì nỗi lo lại là... Trời nắng quá, mình lấy con quẹo đâu. Ở đâu lên bạn? Quẹo hẻm kia hả? Hẻm kia qua nhà bà nội lắm. Quẹo qua bên trái hả? Hỏi từng bước luôn á, đi một chút xíu là bắt đầu hỏi. Đây, người ta chưa có biết đường. Với lại là anh này có vẻ như anh cũng hơi cẩn thận đó. Và hợp tác. Tới chưa? Hả? Đây đúng không? Không. Chặng đường vốn chẳng xa, nhưng vì hai giỏ đồ mà trở nên có chút khó khăn với đôi bạn. Mình muốn đau tay rồi nè. Ồ, cái này nặng lắm á. Ở trong đây nè. Hả? Trong đó là bà nội. Bà ơi. Bà. Bà ơi, mở cửa cho con. Con có món gì trong bà nè. Bà nội ơi. Bà. Con có một món thầy cho bà nè. Trời ơi, dễ thương chưa? Trời ơi, con có món quà cho bà nè. Thấy không, con trình bày vấn đề rành rọt chưa? Đúng rồi, tụi con bị đỏ tay rồi. Rồi con cũng cực lắm rồi. Từ nhà dưới, có vẻ cuối cùng thì bà cũng đã nhận ra sự xuất hiện của đôi bạn. Còn nhân vật mới xuất hiện này là cô em gái của Lina, Hoàng Lê Minh, tên ở nhà là Nini, năm nay 2 tuổi 5 tháng. Nini là cô em có chút bướng bỉnh. Ông anh Nemo thì đặc biệt chiều chuộng cô em gái này. Trời ơi, chơi em ơi. Kìa. Cái gì vậy? Cục trời ơi, mày có chơi với em mà cưng em này nha.
kìa. Chưa. Anh làm trò cho nàng này á. Đến lúc này thì bà nội lại giao cho đôi bạn một nhiệm vụ mới. Con với em ở nhà tí nữa có một cái chú con nhớ nha. Dạ. Chú đưa cái lồng chim đến đây cho bà. Con từ sát sao ông truyền nhá. Mình thích con chim kêu. Mình cũng vậy đó. Chim đậu. Chim người ta gỡ ra. Ở vô đây. Nó đậu. Bà nội đi nó mới tới. Nó đậu. Bà nội đi nó mới tới. Bà nội đi nó mới tới hả? Vậy là ba chị em sẽ giúp bà nhận chú chim mà bà đã đặt mua trước đó. Có vẻ là một nhiệm vụ thú vị, bởi đối tượng được mong chờ là một chú chim đáng yêu. Chào bà. Không biết giờ chú cứ đến cái giao chim cho cô Thảo, nhưng mà con phải là con không? Dạ, con của cô Thảo không? Con là con của mẹ Thảo. Rồi, thì con tên gì? Con tên là Hoàng Lê Khanh. Dạ. Ở nhà tên là Lê Khanh. Bây giờ là chú... Nghĩa là con là con đúng không? Bây giờ chú giao chim nha. Dạ. Dạ, giờ con ký nhận giùm chú được không? Dạ, ký là tên con chim gì? Không, con tên của con á. Dạ. Bây giờ bé gái ký thì bé gái là con của cô Thảo đúng không? Dạ, con. Cuối cùng, đôi bạn cũng đã thuyết phục được chú. Thậm chí dù chưa đi học, nhưng cô bé Lina cũng đã hoàn toàn tự tin viết tên mình để xác nhận việc giao nhận chú chim đã thành công. Tụi con quen nó tiếng cho con kẹo, thử kẹo cho tụi con nha. Với hai chị em thì theo quy định của gia đình, kẹo là món ăn đặc biệt chỉ dành vào dịp cuối tuần. Có lẽ vì thế mà món quà bất ngờ này đã khiến các bé quên luôn lời mẹ dặn về việc không ăn kẹo của người lạ rồi. Và giờ thì cả ba tự do say sưa để trò chuyện cùng chú chim. Đừng có đụng lên đây, đây này. Em đi ra đi. Anh còn để này nữa này, đi ơi. Mình có thể đi chơi ở đâu cũng được ha. Mình có thể đi chơi ở đâu được. Ai gọi giúp mình đi. Mèo, 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 mèo. Chỉ là một cái đoạn phim ngắn thôi mà thực sự có quá nhiều những cái sự kiện xảy ra và làm cho anh Thơ cảm thấy rất là hứng thú. Rối quá hả? Cho nên là thôi hai chị cho em bắt đầu tour lại chút xíu nha. Đầu tiên là cái tình huống mà anh chàng Nemo chăm em. Đúng rồi, dễ thương quá. Dễ thương quá. Trong cái cử chỉ mà ảnh chăm sóc cô bé Nini này là thể hiện một cái bờ vai rất là vững chãi, một cái hình ảnh trưởng thành vô cùng. Trong khi trong suốt một cái đoạn đường đi với cái bạn Lina thì một câu cũng hỏi Lina, hai câu cũng hỏi Lina. Thêm một yếu tố nữa là khi mà chú đã giao chim xong rồi thì chú có cho kẹo. Nhưng vấn đề ở đây á, các nhân vật của chúng ta rất là vô tư để nhận kẹo. Thật ra tao nghĩ như thế này, đây không phải là một người lạ đang đi ngoài đường mà ghé lại tặng, mà là một cái người giống như là theo như các con định hình là quen. Cũng quen theo như nguyên tắc của gia đình á, mà đã giới thiệu đó, các con chỉ được ăn kẹo vào cuối tuần thôi. Thì bây giờ là một cái kẹo sự là một cái món đúng dẫn quá, quá ngon lành, quá nói chung quá mời gọi, cho nên con cũng lại. Và bây giờ để xem là Nemo và Lina có nhớ tiếp cái nhiệm vụ của mình là sẽ đi sang nhà ông Truyền hay không quý vị nhé. Dù say sưa luyến tiếc trò chơi lạ lẫm với chú chim thế nào thì bộ ba vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ của mình thôi. Nhưng mà có vẻ cả hai anh chị vẫn chưa ai nhận ra em Nini từ đầu đến giờ, vẫn chân trần chạy theo anh chị và giờ chuẩn bị chân không ra đường. Em Nini chưa có mang giày. Rồi cửa cũng chưa có đóng. Mà
may quá chị Lina nhớ. Nhờ có lời nhắc nhở của các cô chú hàng xóm mà Lina nhớ ra việc khóa cổng. Mà chị Lina không để ý luôn. Cũng vì thế mà cô chị hai mới nhận ra tình trạng đôi chân không của cô em gái. Lần đầu thay mẹ chăm sóc em nhỏ, thật nhiều bối rối và lo toan. Vì thế mà Lina luôn rơi vào tình huống hoàn thành việc này thì lại quên mất một việc cần làm khác. Và giờ đây là vụ cánh cổng. Rồi đi luôn, không đóng cửa. Nhưng nào sự việc đã hết. Bộ ba vừa túc tắc đi được vài bước thì cậu bạn Nemo đột ngột thông báo. Năng nỉ rồi kìa, năng nỉ bằng cách là cầm cho bạn luôn. Không, nhưng bạn không đi lại nha, mình cầm một mình được thôi. Bạn không đi không mất tiền hả? Mình mà mình cứ đi về nhà. Mình nằm nghỉ lấy để bạn còn ăn. Mình cho bạn nằm nghỉ. Nemo dù tay mỏi, dù chân mệt thì vẫn giữ vững nguyên tắc. Mình là Nam Nhi nên mình phải xách đồ. Cô chị Lina thì lại tiếp tục vì mải động viên cậu bạn mà quên chăm sóc cô em. Lời quan tâm đầu tiên chỉ khi mà Nini đề nghị. Vâng, quá nghe chưa? Vì thế anh chị không nói tiếng nào chưa? Đúng rồi, chị Nini này tính ra là ngoan lấy. Chú con đi. Chú con đi. Rất nóng rồi kìa con. Trời đất ơi, con chị kìa. Còn cô em Nini hôm nay cũng thật tự lập và hợp tác. Thấy chị hai bận rộn đi trước mặt và lưỡng cuống chạy theo thôi. Trời ơi, con ơi. Nemo sẽ đồng hành cùng mình. Cô chị hai mới dần chú ý đến cô em gái nhỏ đang tung tăng chạy trước. Còn cô em gái thì sau một hồi lặng lẽ đi theo, bây giờ đã bắt đầu bộc lộ chút bướng bỉnh của mình rồi. Rồi cô Nini lại cho rằng cái gì chị chạy theo như một cái cuộc rượt đuổi vui vẻ vậy đó. Trò chơi của bé thôi. Ô, té rồi, té rồi. Chật vật và có chút sự cố với em Nini, nhưng bộ ba cuối cùng cũng đã đến được nhà ông Truyền. Ồ, em đi đi ngoài chưa, vô nhà người ta là phải cởi giày. Trong lúc đang hồ hởi khoe ông về những món quà đặc biệt của bà thì một sự cố nhanh chóng được Nemo phát hiện. Và để giải quyết sự cố, ông anh Nemo nhanh chóng đưa ra gợi ý. Lý do cô bạn Lina im lặng từ lúc bước vào nhà thì ra là đây.
con muốn có con cá đó. Chào mừng ai à, con muốn có con cá đó. Rồi con có thích cá không? Ăn kìa, ăn kìa, chị cho con giống gì. Rồi. Cho con cá thì con thích lắm. Rồi, con thích cá. Ông dạ, ông Quyền. Phải coi ông xử lý sao, ông Quyền cũng mệt dữ lắm đó. Chị có thể làm này. À, châm nữa rồi, ông Quyền cho nha. Một điện thoại đó con gọi mẹ có cho không? Tại sao không có? Quá ngoan. Lấy mẹ cho thì con lấy, còn nếu như mẹ không cho thì con không lấy. Quá dễ thương kẹo, con không gọi cho mẹ ha. Mẹ ơi, cho con cá được không mẹ? Cá ở đâu vậy con? Dạ, ở nhà ông truyền bắt cho con. Vậy hả, con nghe ông hay là ông tự cho? Dạ. Con ba cũng thích cá lắm cho nên con. Con xin ông rồi. Cho con một con. Cho mẹ ơi, cho ông nó bắt cá này mẹ. Rồi, cho con nè. Được rồi. Có bạn đó chứ. Bạn đó chứ. À, cho bạn này chưa lần rồi. À. Dễ thương quá à. Thích quá. Hai chú cá, kết quả của tình huống này sẽ ra sao đây? Trời ơi, cuộc hành trình này em thích hết cả ba bạn. anh Nemo thì hai chị thấy không? Rõ ràng là mới đây quay lại nói mình không muốn đi nữa, mình muốn về. Nhưng mà quay lại một cái là dành của bạn sách. Thảo đang thắc mắc là tại sao chú cho kẹo thì nhận ngay mà bây giờ em đòi ăn thì lại không cho. Con cũng được hấp dẫn bởi kẹo. Tại vì nó vốn dĩ là cái thứ rất là mời gọi. Nhưng mà con cũng đủ đề phòng theo như cái lời dặn của người lớn để có thể từ chối nó. Đếm bùa rồi cái câu dễ thương nhất của Nini là khi mà thấy anh hỏi chết chào ông trời ơi sao chịu nổi. Còn Lina nữa, đến cái đoạn mà nói chuyện với mẹ nói con xin thì không nhắc, dạ con cũng thích cá lắm, con thấy ba thích cá. Ba cũng thích cá thành ra cho nên là con xin rồi. Trời ơi, trên cái đoạn đường về này thì anh có nỗi vui của anh, chị có niềm vui của chị, liệu nàng Nini có chịu hay không hay là sẽ đòi cá của anh chị? Chúng ta theo dõi tiếp ạ. Johnny. Nói Johnny rồi. Bây giờ có thằng bồng thì sao có cá dễ thương quá mà. Và để an ủi cô em đang đòi cá, Lina quyết định giao cho em túi kẹo. Cũng là một vật để cầm về nhà, chỉ khác là không phải cá mà thôi. Còn Nini, cô bé có hài lòng với món đồ này không? Thì ra với cô em Nini thì việc xác định chú cá vẫn là một thử thách vô cùng khó khăn. Vì thế mà chiếc túi kẹo cũng bị hiểu nhầm thành chiếc túi đựng những chú cá. Vậy nên kết quả là túi kẹo lại trở về với chị Lina. Còn anh chàng chuyên gia lo lắng về đường xá sau một hồi say mê với chú cá cũng đột nhiên nhận ra. Ông anh Nemo thật sự yêu thích những chú cá nên tỏ ra rất kiên quyết và nghiêm khắc trước lời xin ngắm cá của em Nini. Dù chỉ vài phút trước đó là một ông anh tìm mọi cách để chọc em cười và chăm sóc em chú đáo. Chặng đường về, cô chị Lina quyết định dẫn cả nhóm đi một con đường khác. Con cứ thế đi, đi với con lẫn hộ, con từ đầu tới cuối luôn. Nhưng vì mải mê giải thích với nhau mà cả hai không ai còn nhớ ra em Nini đang tuột lại phía sau. Và khi phát hiện ra sự lơ đãng của mình thì... Cô em Nini đang có chút giận dỗi rồi. Một mình đi ngang qua chú chó mà không nhớ ra nắm tay em rồi Nina ơi. Và cô em cá tính này quyết định con chạy chậm hơn vậy.
ghé quán cà phê và nghỉ chân đi. Có vẻ một hành khách trong quán cà phê vừa có ý định giúp đỡ Mimi thì đã bị cô chị Lina hiểu lầm và dọa nạt rồi. Thấy chưa? Chú làm thế làm em con vậy? Chiếc hiểu lầm nhỏ nhỏ kia mà giờ Lina luôn nắm chặt tay em. Nhưng cô em Mimi thì dường như vẫn còn đang có điều gì ấm ức lắm. Trời ơi, con rảnh thiệt á, Nemo ơi. Anh này anh có vấn đề về chuyện đường xá vậy thầy. Trời ơi, chốn. Bây giờ con cá nó về, nó vừa đi về nhanh lên đi. Dù có chút hốt hoảng khi thấy vết xước ở chân em, nhưng vẫn vô tư bước trước. Và hậu quả là... Cháy đây! Cái chị này chỉ làm cái người động viên tinh thần người khác hay lắm nha. Ok, đi thôi. Mà chị này chỉ giận, giận đó. Người ta đau chân, người ta đau vậy. Nó chết không? Cái đầu nó chết nó bè đó. À, không phải nó tự chết đâu. Mà mời trời sáng quá. Nó chiếu nắng quá. Nó mới như vậy á. Trời ơi, anh nắng nó chiếu cho nó còn cá nhắm mắt thì thường không? Con cá ơi, đừng chết. Một hành trình ngắn đã kết thúc. Ngày hôm nay đã có nhiều ý nghĩa đối với các bé. Dù là cậu bạn chẳng tự nguyện và có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn luôn là người đảm nhiệm những giỏ đồ. Hay đến cô chị bối rối vì trách nhiệm lần đầu phải gánh vác, nhưng vẫn nhẹ nhàng và ân cần. Hay cô em út dù nhỏ bé, nhưng vẫn ngoan ngoãn lẳng lặng chạy theo anh chị. Các cô cậu trong hành trình này á, không xuất sắc về cái việc là tạo ra một cái nhiệm vụ đột phá. Nhưng cái ấn tượng thực sự mạnh mẽ để lại đó là cái việc mà ở đó cái tình thân mà các con gắn kết và đặc biệt là cái sự phát triển tình cảm của các con á. Cho tới bây giờ thì thật sự Thảo cảm thấy rất là yêu cô nàng Lina này. Cái kiểu nó rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng. Ở nhà là mẹ luôn luôn dịu dàng với mấy chị em. Dạ, thật ra thì Lina đã hình thành cái tính cách này của Na từ lúc mà Na bắt đầu biết nói kìa. Mẹ chỉ là giống như là cho chút thêm thôi. Từ khi mà xuất hiện những thành viên nhí thì Lina càng ngày càng thể hiện cái vai trò là một người chị cả rất là rõ nét ạ. Cái điều này ở nhà là Lina chưa bao giờ bộc lộ, mà cô giáo ở trường có bảo là hôm cô Lina có nói chuyện đó là con rất là buồn, tại vì bố mẹ bây giờ không có nhiều thời gian chơi với con nữa, con buồn lắm, con bố mẹ không có hiểu con nói gì hết đó. Là lúc đó mẹ nghe vậy mẹ sao? Thật ra là không? Mình cũng muốn khóc luôn á, tại vì đúng là thật, từ lúc mà có em Nini rồi có em Rino, bố mẹ cũng ít quan tâm đến Na hơn. Nhưng mà nghe những cái chia sẻ và nhất là hôm nay cái hành trình như vậy thấy thật sự là mẹ không biết nói, nhưng mẹ rất là xúc động. Mẹ rất là xúc động là vì con mình nó thật sự đã trưởng thành theo đúng cái tuổi của bé đó. Thảo rất là thích cái thái độ của Lina khi mà dỗ dành em hay là động viên bạn. Tất cả những cái điều đó là một cái điều rất là đáng quý ở đứa trẻ 5 tuổi như thế này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Con có thương em Nini không? Dạ có. Thế tại sao lúc nãy em xin cá mà mình không cho? Tại con phải giữ cá, mà Nini thích cá của Lê Khanh hơn. Vì tại con sợ Nini cầm là Nini làm đổ nước. Ba ơi, cô Nhi chỉ muốn hỏi ba đúng một câu thôi, là thiệt ra ba có thích cá không? Chắc có lẽ là từ khi mà Lina nói thích cá thì ba cũng thích cá luôn.